Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay ngày 2 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đã làm việc với các thành viên tổ biên tập cùng các chuyên gia nhà khoa học về báo cáo tập hợp. Đây là cơ sở để triển khai soạn thảo, dự thảo lần 1 của đề án. Đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trực tiếp là tổ biên tập đã tập hợp xử lý hơn 4.000 trang tài liệu từ 27 chuyên đề nhánh, các tham luận tại 3 hội thảo quốc gia và kết luận của Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo. Tổ biên tập cũng đã tiếp thu ý kiến, góp ý của một số thành viên Ban chỉ đạo để chỉnh sửa lần 2 đề cương chi tiết. Trên cơ sở bám sát cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và theo đề cương chi tiết, Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo báo cáo tập hợp của đề án dài hơn 200 trang, trong đó nêu rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, Nhà nước, quá trình hình thành, đánh giá thực trạng, cùng các nguyên tắc, mục tiêu, những đổi mới, đột phá và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao tổ biên tập trong một tuần qua đã chắt lọc từ hàng nghìn trang tài liệu để xây dựng báo cáo, tập hợp để thường trực ban chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học hôm nay. Từ ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học góp ý, phản biện thẳng thắn, sẽ tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng đề án. Do đó, từ những ý kiến góp ý rất thẳng thắn ngày hôm nay, trong những ngày tới, tổ biên tập cần tiếp thu và nỗ lực hơn nữa để viết dự thảo lần 1 của đề án. Bởi nội dung của đề án chính là nền tảng hình thành nên dự thảo, tờ trình và nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề này. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai. Trong các đổi mới, đột phá chiến lược thì vấn đề nào đã rõ, được thực tiễn chứng minh thì cần đưa vào đề án, còn những vấn đề chưa rõ, còn nhiều tranh cãi thì đưa vào các phương án lựa chọn hoặc tài liệu tham khảo. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp khó lường trong những ngày qua, hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến bất thường của thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, khó khăn, gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, theo chức năng quản lý nhà nước được giao, phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành khoa học, hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến thời điểm hiện tại, mưa lớn tại khu vực miền Trung Tây Nguyên đã khiến cho 2 người chết và 1 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 52.700 ha lúa, trong đó tại Bình Định là gần 15.000 ha, Phú Yên gần 13.500 ha, Quảng Nam hơn 12.700 ha, Quảng Ngãi hơn 5.100 ha lúa và khoảng 7.100 ha hoa màu bị thiệt hại,
trong đó Quảng Nam hơn 5.000 ha và Quảng Ngãi là 762 ha hoa màu. Hiện lượng mưa đã giảm, tuy nhiên, mức lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đạt đỉnh ở mức trên báo động 1, riêng sông Bồ tại Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2 và đang xuống. Đa số các hồ chứa trong khu vực ảnh hưởng đạt mức chứa từ 87% đến 100%. Nhằm giúp cho bà con ngư dân xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn sớm khắc phục sự cố thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Quy Nhơn đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tiến hành trục vớt các phương tiện tàu thuyền bị chìm trên biển Nhân Lý. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Quy Nhơn và xã Nhân Lý đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng xung kích ở địa phương và bà con ngư dân cùng nhiều phương tiện, thiết bị tiến hành trục vớt các phương tiện tàu thuyền bị chìm trên biển Nhân Lý. Toàn bộ chỉ huy lực lượng cứu kéo trên biển thì do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm nhiệm. Khi phát hiện được cứu kéo được các tàu neo vào bờ thì chúng tôi sẽ chỉ huy lực lượng anh em dân quân và ban chỉ huy thành phố tập trung phối hợp với các đồn biên phòng, rồi lực lượng công an xã và các bộ chính quyền địa phương tập trung toàn lực để mà kéo toàn bộ cái tàu thuyền của ngư dân lên bờ. Khó khăn nhất hiện nay là điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tăng cường. Các cơ quan chức năng và bà con ngư dân đã thuê thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm phương tiện và ngư lưới cụ, nhưng nước đục đã ảnh hưởng đến tiến độ trục vớt. Vì nước nó cũng lờ lắm anh, nước cao, nước thầy cầm thấy khoảng cỡ chưa đến 1 mét anh. Với ngoài đó em lặn xuống ngoài kia thì cũng có số mà ghe nó chìm xuống neo nọc, nói chung tè le dưới đó. Khó khăn vướng mắt hiện nay, một là hiện nay là cái thời tiết nó cũng đang bắt đầu là chuyển gió, cho nên là cái lực lượng mà làm nhiệm vụ trên biển ấy cũng gặp tương đối khó khăn. Nhưng mà với sự nỗ lực phấn đấu này, rồi quan tâm của địa phương và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh ấy, thì khả năng chúng tôi sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ trục vớt và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Cơn lốc xoáy bất thường sáng 31 tháng 3 đã nhấn chìm và đánh dạt lên bờ 32 thuyền đánh cá của bà con ngư dân. Chiếc nhỏ nhất có công suất 5 cv, chiếc lớn nhất 45 cv, hai cano chở khách du lịch và 16 thuyền thúng của ngư dân cũng bị đánh chìm, hư hỏng hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình bị thiệt hại 2 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho mỗi tàu công suất dưới 20 cv và 15 triệu đồng cho mỗi tàu có công suất từ 20 đến 50 cv bị chìm để giúp bà con ổn định đời sống và khắc phục thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nửa đầu tháng 4 năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với cùng kỳ các năm trước, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Sau đợt rét nắng bân đang diễn ra, dự báo tối ngày 5 tháng 4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Cơ quan khí tượng lưu ý miền Bắc đang ở cuối của mùa đông, các đợt không khí lạnh chỉ gây lạnh trong giai đoạn ngắn, nhưng có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành quyết định số 417 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2045. Quyết định 417 do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký nêu rõ, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Côn Đảo, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, diện tích mặt biển thuộc vườn quốc gia Côn Đảo và vùng biển xung quanh các đảo. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045, với mục tiêu phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa lịch sử tâm linh chất lượng cao, đặc sắc, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của vùng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển dân cư, du lịch với các yêu cầu về bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ tài nguyên và sinh thái, bảo đảm an ninh quốc phòng. Sáng nay, Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027. Lãnh đạo thành phố cho rằng Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức cần đề cao vai trò về sáng tạo hội, đưa ra những mô hình, công trình mới để xây dựng thành phố Thủ Đức xứng tầm là khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức có hơn 200 doanh nghiệp hội viên, được hợp nhất từ hội viên của các hội doanh nghiệp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, phát triển,
hội đã từng bước trở thành nơi giao lưu, gắn kết, thực hiện chức năng giúp đỡ doanh nghiệp hội viên, cùng trao đổi kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào công tác phát triển kinh tế xã hội tại thành phố mới dồi dào sức trẻ. Tại đại hội, Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thành phố Thủ Đức. Trong tương lai, tiếp tục thu hút hội viên làm tốt công tác phản biện về cơ chế, chính sách và bảo vệ hội viên, đại diện, bảo vệ quyền lợi của các hội viên, phản ánh kịp thời các vướng mắc của các hội viên để các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ. Đại hội đã bầu ra một chủ tịch, 11 phó chủ tịch, một tổng thư ký, 46 ủy viên ban chấp hành và 3 thành viên ban kiểm tra. Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị, trước kết quả rà soát vừa qua về tình hình vi phạm trong lắp đặt điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra rà soát các vấn đề điện mặt trời bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2022. Kết luận của đoàn kiểm tra điện mặt trời, Bộ Công Thương đã phát hiện một số vấn đề tại một số dự án điện mặt trời như quá tải lưới phân phối, cũng như một số dự án tấm pin chưa lắp đủ hoặc có một số chỗ gặp sự cố gây quá tải các đường dây. Những cái sai phạm này thì chủ yếu là đến từ phía ngành điện và đều thuộc thẩm quyền của xử lý xử phạt của Bộ Công Thương. Chẳng hạn như là về cái phía mà bên cung ứng điện ấy thì hoàn toàn có thể xem xét để xử phạt theo cái quy định tại điểm A khoản 3 điều 7 vi phạm các cái quy định về hoạt động phát điện theo cái nghị định 113 quy định về xử phạt vi phạm chính trong cái lĩnh vực điện lực. Bộ Công Thương đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để tiếp tục thực hiện công việc rà soát, giám sát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát về phát triển điện mặt trời, nhất là điện mặt trời mái nhà theo đúng thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp đánh giá kết quả, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng sinh thái và công nghệ cao là một trong những định hướng trọng tâm được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp phải phát triển theo định hướng sinh thái và khu công nghệ cao, giảm dần các doanh nghiệp thâm dụng lao động hoặc có công nghệ lạc hậu. Cụ thể, ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố bổ sung các tiêu chí về công nghệ cao như doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao làm cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp hiện hữu và doanh nghiệp bên ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, chuyển đổi công năng các khu công nghiệp hiện hữu sang hướng dịch vụ, đô thị hoặc giữ lại những doanh nghiệp có đổi mới công nghệ. Có 4 khu được đề xuất thí điểm chuyển đổi gồm khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Cát Lái và khu công nghiệp Hiệp Phước. Đề xuất xây dựng 2 khu công nghiệp mới là khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 và khu công nghiệp Phạm Văn 2. Bây giờ sẽ là thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua tại thủ đô. Sau 4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca tử vong, thì ngày hôm nay đã có một số ca bệnh tử vong trên địa bàn. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 7.423 ca dương tính mới, trong đó có 1.841 ca ngoài cộng đồng, 5.582 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 375 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Gia Lâm 1.877 ca, Hà Đông 1.284 ca, Ba Đình 652 ca, Sóc Sơn 518 ca, Đông Anh 282 ca và Hoàng Mai 234 ca. Ngày hôm nay ghi nhận 4 ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.490.477 trường hợp dương tính. 570 đơn vị máu là kết quả của Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng trên miền đá, tỉnh Hà Giang lần thứ tư. Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tỉnh nguyện tỉnh Hà Giang tổ chức ngày 2 tháng 4. Với thông điệp Hiến máu cứu người đừng ngại COVID-19, Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng trên miền đá tỉnh Hà Giang đã thu hút trên 1.000 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng. Chương trình tổ chức nhằm đáp ứng nguồn máu dự trữ đang thiếu hụt nghiêm trọng do số người đi hiến máu nhắc lại ít,
nguồn cung cấp máu tại chỗ giảm bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. 570 đơn vị máu nhận được sẽ được dùng để điều trị cấp cứu cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa các tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chương trình lan tỏa tinh thần nhân văn nhân ái, hiến giọt máu đào trao đời sự sống, hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4. Hôm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Hội Khmer Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 700 người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn thuộc tỉnh Kandan, Vương quốc Campuchia. Hoạt động khám chữa bệnh được tổ chức tại hai điểm trên địa bàn huyện Lơ Đếc, tỉnh Kandan với chi phí thuốc men trị giá khoảng 5.000 đô la Mỹ do Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tài trợ. Cùng với đó, mỗi bà con đến khám bệnh còn được nhận quà gồm 5 kg gạo và 20.000 riên từ nguồn do Đại sứ quán Việt Nam huy động. Đây là một hoạt động thường quy của bệnh viện. Ngoài cái chuyện chúng tôi hiến máu, chúng tôi có những chế độ giảm giá cho những bà con khó khăn, thì chúng tôi cũng hướng tới công việc của cộng đồng, ví dụ như là tiêm vaccine cho bà con. Việc khám chữa bệnh cho người có hoàn cảnh khó khăn góp phần chăm sóc bảo đảm sức khỏe cho bà con. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi năm 2022, Việt Nam và Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tối nay.